Hai mọi người, hôm nay thì Khánh đơn kit test Covid tại nhà. Đây là một bộ kit của Hàn Quốc sản xuất. Tại vì Khánh đơn mua xong thì Khánh đơn lúc mà nhận hàng xong Khánh đơn có test cái mã QR trên đây thì có nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng. Và bây giờ Khánh đơn sẽ test thử coi mình có dương tính với Covid không ha. Trong đây có hai bộ để test nha quý vị, test hai lần nha. Hôm nay test xong, ví dụ quý vị mình muốn an tâm thì vài ngày sau, 3-4 ngày sau mình test lại lần nữa. Đây là que tăm bông này, lấy dung dịch từ mũi. Còn cái này là mình lấy dung dịch từ mũi xong mình sẽ bỏ ra đây. Mình hòa chung với cái dung dịch mũi vô cái dung dịch nước này, cái nước này. Để rồi lát nữa mình sẽ test. Còn đây là que test đây. Đây test này quý vị. Đây. Đây, que test này thì nó giống như một que thử thai. Một que thử thai thì lát mình lấy dung dịch xong mình đổ vô đây thì nó sẽ lên một vạch hay hai vạch thì mình biết được là âm tính hay dương tính ha. Khánh đơn là từng lấy dung dịch từ mũi rồi thì cảm giác nói chung là cũng khá là thốn chứ không có nhẹ nhàng đâu. Đó, như mấy lần trước là nhân viên y tế lấy cho mình, còn này thì mình tự mình lấy, tự mình lấy cho mình thì khi mình tự lấy cho mình còn thấy thốn nữa. Chảy nước mắt thiệt á, mình tự lấy cho mình còn thấy thốn nữa đó. À, giờ mình sẽ bỏ cái dung dịch mũi này. Mình sẽ quấy vô đây. Đều. Đó, là những cái dịch từ mũi này giờ mình lấy thì nó sẽ hòa tan trong cái loại dung dịch này. Sau đó thì mình sẽ đổ vô một bên cái chỗ tròn này để mình đổ nước vô. Giờ thì mình sẽ ngồi mình đợi 15 phút. Thì là nói chung là có thể 1-2 phút là nó lên rồi. Nhưng mà 15 phút thì là giới hạn của nó thường là như vậy. Nếu quá 15 phút thì nó sẽ không có tác dụng nữa. Đây là nó đang lên nè quý vị. Đưa vô nè, nó đang chạy lên nè. Đó, còn nó màu trắng nè. Đó, giờ đang chạy lên. Nó nổi vặt luôn á, mọi người thấy không? Nó đi từ từ từ. Nổi vặt luôn. Cho nó thấy rõ. Đó quý vị. Nó nổi lên liền luôn, nhanh lắm. Nói 15 phút nhưng không tới đâu. Đó, nó là một vặt đó. Một vặt là coi như là mình là âm tính rồi, mình không có được. Còn nếu lên nó mà nổi lên hai vặt là thấy tiêu ha. Là không dám nghĩ tới cái hậu quả nó dài phía sau đâu. Tại vì mọi người nhớ nha, phải đủ tiêu chuẩn 5K, mọi người nhớ thực hiện thật tốt 5K nha. Tại vì là nếu mà mình bị không á thì không sao, không ảnh hưởng tới ai thì cũng không nói. Thử bây giờ mà một người bị sẽ là gia đình mình sẽ phải đi cách ly luôn nè, đi chữa bệnh với mình là hàng xóm bà con, rồi nguyên một cái xóm, một cái khu phố, một cái hẻm, hay là mình ở chung cư, nguyên một cái tòa nhà chung cư mình sẽ bị. Rồi tất cả những chợ búa siêu thị mình đi bữa giờ nè, họ đều ảnh hưởng và đều có ảnh hưởng, và họ sẽ bị đưa đi hết, đi cách ly và đưa đi chữa trị, test hết, phải test hết, thì rất là ảnh hưởng rất là nhiều người. Thành ra là mọi người ráng, chúc mọi người thật dồi dào sức khỏe để mà cùng nhau vượt qua cơn dịch này nha. Cố lên.